Dạ em kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Cây đâm chồi sống khỏe thần chậu hết rồi. Mã số đầu tiên mã số 85. Mã số 85. Mà em báo anh chị luôn ha, mấy cái chồi này nữa em có ốp giấy vô chị, nó có gãy một số chồi anh chị thông cảm ha, về đâm chồi mới ha. Cây sống khỏe thần chậu do đó cô chú chị yên tâm ha. Gãy chồi về đâm chồi mới thôi. Ha, tại này em chỉ mấy cây phôi này chỉ ốp giấy vô rồi, không phải là cây thành phẩm ha anh chị. Cây mã số là 85. Hoành cái này là 21. Hoành 21. Chiều cao 47. Chiều cao 47. Mã số 85. Mã số 85. Rồi cây này giao lưu với anh chị 500.000 đó chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. 500.000. Mã số 86. Đó. Rồi vịnh nha, vịnh nha. Cây này nó không ấy được đâu. Đó, cây này cũ rất là đẹp nè. Hoành cái này là 16. Hoành 16. Chiều cao 65. Chiều cao 65. Mã số 86. Mã số 86. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 450.000 thôi chị, để rẻ luôn. 450.000 em bao ship. Mã số 8. Rồi tiếp theo. Mã số 87. Số 87. Nè chị xem cái cũ nè. Quá khứ cái cũ luôn nè của chú anh chị. Đó, cây đâm chồi sống khỏe hết rồi. Hoành 17. Chiều cao 64. Mã số 87. Rồi cây này 550.000 chị ơi, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Mã số 88. Mã số 88. Hoành 21. Chiều cao 49. Mã số 88. Rồi cây này 500.000 thôi chị ơi, bao ship luôn. Hoành 18. Chiều cao 61. Quá trời cũ đẹp anh chị. Mã số 89. Rồi 550.000 chị ơi, bao ship cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo. Mã số 90. Mã số 90. Hoành cái này là 18. Chiều cao 64. Mã số 90. Rồi cái này 500.000 anh chị, bao ship tặng nhà mình luôn. Giấy Mỹ nha cô chú anh chị, đâm chồi sống khỏe hết trơn rồi. Cũ quá trời cái cũ luôn nè. Quá trời cũ. Mã số 91. Mã số 91. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 77. Mã số 91. Mã số 91. 550.000. Để ghẻ anh chị chơi luôn chưa? Còn mấy cây hết á. Mã số 92. Mã số 92. Cũ quá trời cũ luôn. Hoành 20. Chiều cao 54. Mã số 92. Rồi 500.000 chị ơi, bao ship luôn nha anh chị. Mã số 93. Hoành ra là 19. Chiều cao 74. Mã số 93. Rồi 550.000, bao ship. Quanh cái này là 20. Chiều cao 44.
mã số 94. 500.000. Quá cũ cây này anh chị ơi. Mã số 95. Cây này cực kỳ quái luôn. Quá dị luôn. Quành cho đây là 22. Cây này quái lắm nha anh chị. Chiều cao 41. Đó. Mã số 95. Rồi 650.000 thôi anh chị ơi, bao ship. Mã số 96. Cây quá trời bự. Cây đâm chồi sống khỏe hết anh chị yên tâm ha. Quành 23. Chiều cao 41. Mã số 96. Rồi 550.000. Mã số 97. Thì cây cũ. Tại ta trồng cho á anh chị. Nó khui cái chậu ra nên nó đen đen vậy ha. Nhưng mà cây rất là chất lượng anh chị. Quành cái này là 16. Chiều cao 67. Mã số 97. Rồi 600.000 em bao ship cho mình. Cây này khủng bố luôn. Cái này cũng khủng bố luôn nè anh chị. Quá khứ luôn. Rồi quanh 23. Chiều cao 68. Chiều cao 68. Mã số 98. Mã số 98. Cây này 600.000 nha anh chị. Bao ship cho mình luôn ha. Cây này khủng lắm ha. Mã số 99. Mã số 99. Quanh 18. Chiều cao 64. Mã số 99. Rồi cái này 500.000 anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha anh chị. Ồ cái này đẹp nè anh chị. Mã số 100. Quanh thế là 25. Chiều cao 51. Mã số 100. Rồi cái này 600.000. Bao ship cho mình. Cái này cũng khủng bố nè. 101. Quanh 21. Quanh 21. Chiều cao 60. Chiều cao 60. Mã số 101. 101. Rồi cây này 550.000 anh chị. Bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này.
Em mới tháo một cái lưỡi ra cho chú chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chị, tại vì à, nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Thì giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi, nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe của chú anh chị, em bao có sắc bén cho chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe của chú anh chị đó. Tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uốn cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe của chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Đội này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha quý anh chị. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tận nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này đây em đã xài rồi nghe chú anh chị, em bao hàng cho cô anh chị luôn, về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha cô chú chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô chú anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá nó đây nè. Đó. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại. Cạp xéo và cạp tròn. Này là cặp xéo nè nghe quý anh chị. Cặp xéo là mình cắt cành cành nhỏ, cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn.
đó, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình đó. Cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị, cây rất là chất lượng đẹp luôn đó. Đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè, đây đó. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn đó. Cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký 500g đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị đó. Mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè cô chú anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nghe anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nè cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt. Từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ với